Chà, ở con xa tầng ở khả nế Xong thưa cáp tiêu tọt cho mươi nhạc rưu xa nàng vinh chùm láo ý con Chà Bần tốt, chà bần tốt vền, nè con á Bích Cơ hòm Cả táp Thâm mẩy Té Thổng Con ách pra bịa khá khó bị nhạc khu của bạn ra phủ tha bịa dân nghi xua phở Thế là pra mùi ná của trầm trầu Tại bước làm xa để trầm trầu chương kê bổng phọt nè con á Chà, ở con xa con tầng ở khả nế Chẳng thay nế Nè cử mình đến thăm mây mới tiện mộng mình đến câu nè con á Chà mình đến thăm mây Đại tiện tương chứ mùi nâng bẩm nần nè con á bẩm nần Chẳng ta bẩm nần ngay muốn nè cử mình đến câu nằm bì ở vầy con Chà Cứ mình đến ẩm bì tu ấm nâng ca lạc ca nè con á Chà tu ấm nâng ca lạc ca Chẳng con đây chăm ba nè tu ấm miền này khá con Ai thà chìa mở nô Chìa sát Chìa rốt có chết rư có ạ mở nô Ả mở nô miền đôi chìa Ê khá cầu đôi chìa ở Yeah Đôi chìa tê và đà ảnh chắc nó con á Chà con Cho vậy tới ca là ca Chà ca cứ xâm đau từ lỡ bê bê lý á Nâng ả ca xâm đau từ lỡ tì cần lại nó con á Chà con chán tặng ọc nìa Xâm khâm tha con trong trăm mì đến bàn lọ nó con Chẳng thằng ngày ní Nè cơ rưu nâng lượng dọc mì đến thăm mây mùi tiết mộng mì đến con Chà Còn chẳng đăng ấy thằng này cứ mở điên ở vấy vậy con, ngày nay con Chà, chứ này sắp xâm đuôn nè cửu Nơi bây để con ăn tới ăn mề riêng rồi có ăn rương ấy chẳng á Con chụp bà tè chứ mùi nâng bịa bị bạ Chẳng nằm bây dô nơi để bịa nô, con thua chẳng mệnh con Chà, trầm trâu con cứ con trâu pra và chẳng nụ cớm rư có bạ tiên nụ cớm Nếu không xâm khâm ta con sổ và chẳng nụ cớm á ná Hai bạ tiên nụ cớm Cứ nơi nên khăn ông sử phơ chi sử phơ cô Phía xa khám ai hạ tị bồn chẳng Cứ nơi tùm bò kháng cớ nơi sử phơ nè con á Chà cứ bạp thà bạ tiên nụ cớm đi con á Cứ bịa Bạp bạ tiên nụ cớm chẳng biên ông sử phơ cô Sử phơ cô nạ tị bồn của mình nạ tị pram tì vật môi sẵn sân Thì miên bạ tiên nụ cớm tận ơ Chà Còn thà bịa tội tốt miên khăn ông mì riêng Tại bởi dương pra và nhà nụ cớm Hãy đợi tiên ý, đảm bây dô nây nếp bị bác cư miền bị thi mùi tiết cư ao chung mùi thá Chà Bác rị bọt bằng chế, rư tư sức đầy bằng chế Chà Cư như ai bác bác bị thi mùi nông ca dô nây rập bọt bị bạc nè con á Tám đàn mươi chung mùi nè cư mở thà À vậy tới chế Bác rị bọt bằng chế, rư có tư sức đầy bằng chế Xâm ăn một nè cửu nè con á Phía xa khmai thân nạ tị buồn Mẹ riêng tị bì xa hạ cung chương lượn Mâm nần Bác rị bọt bánh chế Rư tê xe kết đầy bánh chế Tùng bóng tê mập hay prèm Bác rị bọt bánh chế Rư tê xe kết đầy bánh chế Chào con con, này cửa miên xâm nối chung con Hai xâm nối này cứ nên hướng xua con mà nhớ con á Chà xâm an xâm nối tìm mối con Xâm nối tìm mối xua thà Ta kì ai dô nấy, nấy bịa bị bạ Ta kì ai dô nấy bịa bị bạ bán, đòi bà bị thịa vầy Chà mà đón tìm con Xâm nối tìm mối Ta kể ai dô này, nây bịa bị bạc bán đòi pra ở vầy khá là Chà, pra ấy có nè cứ pra con mà nhớ Xua con mà nhớ không? Chà Cứ dựng ai pra, bà chả nụ cớm rư có bạc tiên ú Nụ cớm là con á, chà Xong tiên chùm lại từng ác thân yếp ở Mình ấy tiết con Cả ưu bì bà chả nụ cớm bạc tiên nụ cớm, chà Anh chị mình này cứ đủ con kê ác dô nây bịa bị bạc bán đòi pra Vách chân à nụ cớm, bạc tiên nụ cớm Ca sva dô nây bịa khlê lập bác nơi chung vinh bịa bị bạc nụ Chẳng con skol hai bây giờ nụ cớm hai con có skol bạc tiên nụ cớm đấy Chà hai mươi tiết cử Tam vị thi mũi cứ ca sva dô nây bịa khlê lập bác nơi chung vinh bịa bị bạc nụ Chàng chàng ca xoay dơ nây bịa khlê lập bác nâu chung vinh bịa bị bạc nốt Khi áo chung mùa thá Bạc rị bọt bánh chế rư tê xì kết đầy bánh chế Chà áo con con Chắc mắt to cho xin lúa tí phì rồi bọn nẹ cừu nè con á Chà Mới đi khu xua thăm mấy con Tam đàn mơ tiếng ọc này á Xâm lúa tí phì xua thà
តើបរិបទឬទេសេចក្តីបញ្ជាក់ជាអ្វីចាសូមម្ដងទៀតកូន2តើបរិបទឬទេសេចក្តីបញ្ជាក់ជាអ្វីកូនចង់ដឹងហ៎កូនទាំងអស់គ្នាបាទកូនឆ្នាំកូនអាចស្ដាប់នៃគ្រូបុយលទៅលើមកកូនអាចកូនអាចថាយល់បានខ្លះណាកូនណាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យច្បាស់សូមបន្តចុះទៅឧទាហរណ៍សិនណាកូនណាសូមយើងត្រឡប់មកឆ្លើយនិយមន័យរបស់បរិបទបញ្ជាក់ឬទីស្ដីបញ្ជាក់វិញចាសូមកូនបើកសៀវភៅទំព័រទី25ឲ្យអានឧទាហរណ៍ចា៎គាត់បានឃើញកូនទាំងអស់គ្នាតំព័រទី25អានមើលអ្នកគ្រូណាកូនណាតោះចូលរួមអានជាមួយអ្នកគ្រូកូនឧទាហរណ៍1សហគមន៍នេះប្រកបរបរសិប្បកម្មមានត្បាញក្រមាហូលផាមួងសហគមន៍នេះប្រកបរបរសិប្បកម្មមានត្បាញក្រមាហូលផាមួងសំឡេង2តាសៅខំផលិតនិនេសាទុបកោនេសាទុបកោដូចជាទ្រូលបព្រួលឈ្នាងអង្រុតពិបាកសម្រាប់កូនណាកូននេះថ្មីអ្ហ៎កូនឬក៏កូនធ្លាប់បានឃើញចានេសាទុបកោគឺបានមកពីពាក្យនេសាទជាមួយនឹងពាក្យឧបករណ៍ណាកូនណាអញ្ចឹងយើងអាចមានន័យពាក្យនេះមានន័យថាឧបករណ៍នេសាទចាកូនតាំងទាំងអស់គ្នាបើអញ្ចឹងយើងអានថានេសាទតុបកោណាកូនណាចា3ជនសុចរិតគឺជាជនរកស៊ីត្រឹមត្រូវមិនបំបត្តិកេងបន្លំឬធ្វើអ្វីខុសច្បាប់4ប្រជាជនភូមិនេះសម្បូរអក្សរជនអក្ខរជនអក្ខរជនអក្ខរាអក្សរចាជនដែលចេះអក្សរអីកូនចាព្រោះពួកគេភាគច្រើនបានទៅរៀនសូត្រព្រោះពួកគេភាគច្រើនបានទៅរៀនសូត្រណាកូនណា5នគរបាលតាមដានចោរកម្មនិងបង្ក្រាបអំពើលួចប្លន់ទាំងនោះចោរកម្មស្គាល់ពាក្យចោរកម្មក៏ស្គាល់ពាក្យចោរណាចោរអ្នកលួចឆក់ប្លន់គេណាកូនណាចា6ពូខ្ញុំលក់តុកតូកៅអីគ្រឿងសង្ហារឹមទាំងនោះធ្វើពីឈើប្រណិតម្ដងទៀតកូនពូខ្ញុំលក់តុកតូកៅអីគ្រឿងសង្ហារឹមទាំងនោះធ្វើពីឈើប្រណិតចាអរគុណកូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍នឹងឲ្យកូនមកដើម្បីអីចាដើម្បីជាផ្លូវមួយទាញកូនចូលមករកនិយមន័យរបស់ថាតើអ្វីជាបរិបត្តិឬទេសេចក្តីបញ្ជាក់ចូលរួមរៀនបន្តជាមួយអ្នកគ្រូសហគមន៍នេះប្រកបរបរសិប្បកម្មមានត្បាញក្រមាហូលផាមួងអញ្ចឹងពាក្យសម្រាប់កូនគឺពាក្យអីកូនដែលថ្មីសម្រាប់កូនតែពិបាកយល់នេះគឺពាក្យថាសប្បកម្មណាកូនណានេះគឺពាក្យសប្បកម្មអញ្ចឹងកូនអាចមើលតើមើលថាតើពាក្យសប្បកម្មហ្នឹងមានន័យថាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងកូនអាចប្រើបញ្ញានុក្រមប្រើបទានុក្រមតែវិធីមួយទៀតគឺការស្វែងយល់នៃពាក្យឃ្លាលបាសនៅជុំវិញពាក្យពិបាកនោះអញ្ចឹងពាក្យពិបាកគឺសប្បកម្មអញ្ចឹងឃ្លាលបាសនៅជុំវិញពាក្យនោះគឺអីកូនចាគឺមានត្បាញក្រមាហូលផាមួងអញ្ចឹងមានន័យថាសប្បកម្មគឺការត្បាញក្រមាហូលផាមួងកូនតនកូនចានេះគឺបច្ចៈជួនកូនមសាទៀតសប្បកម្មគឺជាពាក្យពិបាកសម្រាប់កូនកូនអានទៅប៉ះចំពាក្យសប្បកម្មអត់យល់ន័យកូនអាចប្រើប្រាស់វចនានុក្រមអាចប្រើបទានុក្រមតែក្នុងមេរៀននេះគឺគេឲ្យកូនមើលអីកូនមើលពាក្យនៃពាក្យឃ្លាលបាសនៅជំវិញពាក្យពិបាកនោះចឹងកូនអានមកសហគមន៍នេះប្រកបរបរសិប្បកម្មមានត្បាញក្រមាហូលផាមួងអញ្ចឹងណាពាក្យឃ្លាលបាក់នៅជំនាញពាក្យពិបាកនោះគឺពាក្យអីកូនគឺមានអីគឺត្បាញក្រមាហូលផាមួងអញ្ចឹងសិប្បកម្មមានន័យថាការត្បាញក្រមាហូលផាមួងកូនតនអីកូនចាអញ្ចឹងកូនមិនបើកមើលបញ្ញត្តិក្រមឬមើលក៏បទានុក្រមទេកូនអាចមើលនេះនៃសេចក្តីណាពាក្យឃ្លាលបាក់នៅជំនាញពាក្យពិបាកនោះ
អរគុណកូនសុំចូលលេខ2បន្តទៀតបើកូនគាត់ថាពិបាករៀនអូខេបន្តទៀតកូនណាចាអរគុណលេខ2តាសៅខំផលិតនេសាទតុបកោដូចជាទ្រូលបព្រួលឈ្នាងអង្រុតអញ្ចឹងគូបច្ចៈជូនកូននេសាទតុបកោគឺបានមកពីពាក្យនេសាទនិងពាក្យឧបករណ៍អញ្ចឹងគឺប្រដាប់ឬក៏ឧបករណ៍នេសាទណាកូនណាចាអញ្ចឹងពាក្យពិបាកសម្រាប់យើងគឺនេសាទតុបកោកូនអានទៅប៉ះចំពាក្យពិបាកចាអញ្ចឹងកូនមើលឃ្លាលម្អាស់ដែលនៅបន្តឬក៏នៅជុំវិញពាក្យពិបាកហ្នឹងកន្លែងណាកូនចាដូចជាទ្រូលបព្រួលឈ្នាងអង្រុតសត្វសឹងតែជាឧបករណ៍នេសាទទាំងអស់អញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយគឺជាន័យរបស់នេសាទឧបករណ៍ណាកូនណាចាកូនតនេះទាំងអស់គ្នាអូនចាសំចោទី3កូនជន់សិតសច្ចរិតសច្ចរិតអត់ជើងចោទេទុច្ចរិតមានជើងចោណាកូនណាជន់សច្ចរិតគឺជាជនរកស៊ីត្រឹមត្រូវមិនបំបាក់កេងបន្លំឬធ្វើអ្វីខុសច្បាប់ចាពាក្យពិបាកសម្រាប់កូនគឺពាក្យជន់សច្ចរិតចាកូនមើលមើលនៃឃ្លាល្បាតឯនៅជុំវិញចាគឺអីកូនគឺជាជនរកស៊ីត្រឹមត្រូវមិនបំបាក់កេងបន្លំឬធ្វើអ្វីខុសច្បាប់ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាន័យអត្តន័យរបស់ពាក្យថាជន់សច្ចរិតចាអរគុណណាកូនណា4ប្រជាជនភូមិនេះសម្បូរអក្ខរជនព្រោះពួកគេភាកច្រើនបានទៅរៀនសូត្រអក្ខរជនអក្ខរជនមកពីថាអក្ខរាអក្ខរៈកូនណាអក្សរចឹងជន់ដែលចេះអក្សរមែនទេកូនចាតោះមើលអត្តន័យរបស់ពាក្យហ្នឹងកូនឃ្លារបស់នៅជំនាញគឺបានទៅរៀនសូត្រអញ្ចឹងអ្នកដែលបានទៅរៀនសូត្រគឺឲ្យឈ្មោះថាអក្ខរជនណាកូនណាចាអញ្ចឹងអក្ខរជនជាពាក្យពិបាកមានន័យថាជនដែលបានទៅរៀនសូត្រនេះគឺជាន័យណាកូនណានេះទាំងអស់នេះជាន័យអរគុណកូនសុំចូលលេខ5 5នគរបាលតាមដានចោរកម្មនិងបង្ក្រាបអំពើលួចប្លន់ទាំងនោះចាអញ្ចឹងពាក្យពិបាកសម្រាប់កូនគឺពាក្យថាចោរកម្មចាហើយកូនមើលបន្តទៀតអត្តន័យចាចឹងចោរកម្មនឹងគឺអីគេអំពើលួចប្លន់ណាកូនណាអំពើលួចប្លន់គេឲ្យឈ្មោះថាចោរកម្មអញ្ចឹងនេះគឺជាន័យរបស់ពាក្យចោរកម្មលេខ6ពូខ្ញុំលក់តុកទូកៅអីគ្រឿងសង្ហារឹមទាំងនោះធ្វើពីឈើប្រណិតចាពាក្យពិបាកសម្រាប់កូនគឺគ្រឿងសង្ហារឹមណាកូនណាសង្ហារឹមអញ្ចឹងកូនគិតមើលថាគ្រឿងសង្ហារឹមមានអីខ្លះកូនមើលពាក្យនេះមើលនេះយកកន្លែងថាឈើប៉ុណ្ណឹងឬក៏យកតុកទូក៏អីដែលជាអត្តន័យរបស់ពាក្យគ្រឿងសង្ហារឹមចាល្អកូនចឹងសង្ហារឹមគឺមានន័យថាតុកទូក៏អីណាកូនណាអញ្ចឹងឲ្យតែនៅផ្ទះកូនហ្នឹងតុកទូក៏អីចាហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាគ្រឿងសង្ហារឹមអញ្ចឹងពាក្យថាតុកទូក៏អីគឺជាន័យរបស់ពាក្យគ្រឿងសង្ហារឹមណាកូនណាសង្ហារឹមកូនតាន់បានទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងឆ្លងការតាមការរៀនឧទាហរណ៍ជាមួយអ្នកគ្រូនឹងការបញ្យល់របស់អ្នកគ្រូកូនចាប់បានទេទាំងអស់គ្នាអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើបរិបទឬទេសេចក្តីបញ្ជាក់ជាអ្វីកូនឆ្លើយបានទេកូនទុកពេលជូនកូនគិត1នាទីណាកូនណាចាចាអរគុណច្រើនកូនទាំងអស់គ្នាសូមបន្តជាមួយអ្នកគ្រូណាកូនណាផ្ទៀងចម្លើយដែលកូនគិតជាមួយចម្លើយអ្នកគ្រូសូមអានកូនបរិបទបញ្ជាក់ឬទីសក្តីបញ្ជាក់របស់ពាក្យណាមួយគឺជាពាក្យឃ្លាលបាសដែលនៅជុំវិញខាងមុខឬខាងក្រោយពាក្យនោះហើយជួយឲ្យយល់នៃពាក្យពិបាកនោះម្ដងទៀតកូនបរិបទបញ្ជាក់ឬទីសេចក្តីបញ្ជាក់របស់ពាក្យណាមួយគឺជាពាក្យឃ្លាលបាសដែលនៅជុំវិញខាងមុខឬខាងក្រោយពាក្យនោះហើយជួយឲ្យយល់នៃពាក្យពិបាកនោះមិនដែរកូនបន្តពីអានជាមួយអ្នកគ្រូ2ដងសូមកូនអានអ្នកគ្រូឯងឲ្យបាន2ដងទៅ3ដងទៀតណាកូនណាចាអនិយមន័យណាសូមកូនអានទុកពេលជូនកូនបន្តិចដើម្បីអានណាកូនណាចាកូនអានចប់នៅកូនចាអរគុណច្រើនកូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសូមត្រឡប់វិលមករកនិយមន័យយើងវិញណាកូនណាអ្នកគ្រូអានជូនកូនមិសាទៀតប៉
rì bọt bàn chè rư tê sê kê đây bàn chè rò bọc bìa nà mùi cư chìa bìa khlì lập bá đài nữ chung vinh khàng mốc rư khàng kào bìa nô hai chúi ao dôn nây bìa bìa bạ nô chăng bạ rì bọt bàn chè rư tê sê kê đây bàn chè chung cá nơ khàng mốc bìa bì bá chung cá nơ khàng kào bìa bì bạ chả vô lần tới đó ưu thị hòa rồi bảo dưỡng mùi xã hạ cùng ní bảo góp rộp bò sắp bạc cảm miên các bà anh cổ má hôl phà mùn chả chẳng khăn con khơi nhé ạ tình đây rộp bọc biển nè chả rộp biển sắp bạc cảm cơ nơi khẳng mục biển sắp bạc cảm nè con á chả ta sao không phần lật nề sát tu bạc có đồ chìa trú lớp rùa chân niêng ẩn rụt chả hình chẳng nề sát tu bạc có cư chì bị bạo trong này bị thả trú lớp rùa chân niêng ẩn rụt cư chân chôn sạch chả rạch bịa bị bạ chả cứ chìa chôn rô xì trầm trớ mình bằng bắt kênh bằng lõm rư thơ phở vầy khô chạp bạp chả tặng ơ nâng cứ chìa tình nấy rồi bọc bịa thà chôn sạch chả rạch nâng hãy để ai chúng ta thà bạ đi bạp bằng chế rư ti xích đây bằng chế rồi bọc bịa mùi chả buồn nắp bịa bạ bạ con có rô bịa bị bạ sần ạ khả đạ chôn con gửi nhé ạ khả đạ chôn chả chân nây rồi bọc bịa cử chôn đại ban từ riêng sau đôi con nét đại ban từ riêng sau cái áo chúng mới thắt ạ cả đã chôn nít cứ trên nầy bọc bìa bị bát ạ cả đã chôn và to tiết pram nó có ba tam đàn trao là cam nâng bằng crab ông pơ lôi plon tiền nụ chăng trao là cam chỉ bìa bị bạ mà tận đấy con chả lôi plon nó con á chả bìa tại trao là cam cứ lôi plon ông pơ lôi plon chả pram mồi pu nhóm lụa tóc tu cả ấy cương sằng hà rầm tiền nụ thơ pi chơ bẩn nật bịa bị bạ cứ bịa sằng hà rầm chả nay là bịa sằng hà rầm cứ tóc tu cả ấy chẳng sờ rọc xa lằng vến bạ rị bọt bằng che rứ tê sẽ đây bằng che rọc bọc bịa nà mối cứ chia bịa chia clear chia là bá đài nỡ trong vịnh nè con nhé ai nơi hàng mốc rứ còn nơi kháng cào ấy nè con nhé sẽ nơi hàng mục bịa bị bạ thằng ở mẹ nhé chậm lại tìm bằng mối nếu cứ được hàng cào ấy nó còn nát chà mốc cào hai bà để bọc mình chẹt rư ti sẽ mình chẹt nắng chui ao dô nơi bịa bị bạ đào câu mình bắt bao nhà lục cấm rư co bắt tiền lục cấm tê nó còn nát còn lại dô nơi bịa còn là an tớ chả khơi những lâm xa tay mà đồng khơi ắt tận nơi bọc bịa bị bạ tay mà đồng chà ông con trang từng ông khanh yêu con chẳng mấy đái họp đấy ca riêng sọt cho mình để cửu thằng ngày nế bị bạ vô lần tích ấy câu nấy tập phía dìm vô là câu ná phía dìm vô ta mới thị nà chả cứ sắp đập cửu bình vô hay nụ khom an khi là bài bàn cho ra đồn là câu ná chả hay mùi tích cư ca phát hát thơ lùm hạm chẳng bên ấy nè cửu mình lùm hạm mùi chuồn cồn chà ông con xâm an lòng hạt tặng ọc này á lòng hẹn cho an ruột sẵn bịa clear rừng lập bá đài chúi ao nẹ dù nơi bịa ạ sọt đật mà đón thiệt con cho an ruột sẵn bịa clear rừng lập bá đài chúi ao nẹ dù nơi bịa ạ sọt đật mùi xa hạ cùng khá nhóm miên đồng bón tê xa cho thoa mà chiếc đô chìa tực chú chú nê xa mốt chị đào ý nà sọt đật đó con chà cứ bò nê tực bệnh con á nê cứ đọc bòi con á chà đầm bón tê sĩ cho thoa mà chịt nè con á con sọ bịa tê sĩ cho ọn đầm bón tê sĩ cho ọn cứ chia cần lái đa lên cầm sàn nè con á bịa thoa mà chịt cứ chia ở vầy vầy để cạn lan được khuôn ảnh ứng chăng đầm bón tê sĩ cho thoa mà chịt mới tha cần lái đa cầm sàn chia thoa mà chịt mới tha ấp mình đẹp bạc ca để cạn lan được khuôn ảnh tại mặt đường đội chia tực chu cho nên sẽ một ảnh chăng á lời đầu nấy mà còn nè đầm bón tê sĩ cho thoa mà chịt cứ chia bịa sọ đật ứng chăng tần à chà clear lập bát để chui ai con vô nấy bịa đầm bón tê sĩ cho thò mà chịt toán là con á bì còn lấy sạc ca rạc bồ chìa còn lấy sạc ca rạc bồ chìa cứ chìa còn lấy đài kê cổ rục bón sẵn mà đoán thịt con còn lấy sạc ca rạc bồ chìa cứ chìa còn lấy đài kê cổ rục bón sẵn còn lấy nà đài bình chìa bị ắt tần đây này biết còn lấy sạc ca rạc bồ chìa chả con xong lịch bầy nó có ba xong rùa cho ra cho tàm phá lỡ
ដើម្បីឲ្យការធ្វើដំណើរទៅមកបានស្រួលម្ដងទៀតកូននគរបាលសម្រួលចរាចរណ៍តាមផ្លូវដើម្បីឲ្យការធ្វើដំណើរទៅមកបានស្រួលអញ្ចឹងអក្សរដិតគឺចរាចរអញ្ចឹងកន្លែងឃ្លានរបស់ណាដែលជាអត្ថន័យរបស់ពាក្យចរាចរចាទៅពេលជូនកូនប្រាំនាទីក្នុងការគិតចាបាទកូនមានខ្មៅដៃគឺកូនត្រូវធ្វើចូលសិភៅតែម្ដងទៅអាចគូសខ្មៅដៃជាបន្តពីក្រោមពីអីក៏ណា ចាពាក្យជាអត្តន័យណាចានេះគឺលំហាត់ទំព័រទី23ដែលជាអត្តន័យរបស់ពាក្យអក្សរដិតអក្សរដិតទី1គឺទេសចរធម្មជាតិអក្សរដិតទី2គឺកន្លែងសក្ការៈបូជាអក្សរដិតទី3គឺចរាចរណ៍កូនតាំងអស់គ្នាពើអរគុណណាកូនណាប្រាំនាទីក្នុងការធ្វើ អរគុណប៉ែសុំតែណៃមួយមកកូនចាតែណៃពីរប៉ែចាអរគុណចាកូនទាំងអស់គ្នាសុំតែការផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយជាមួយអ្នកគ្រូណាកូនណាចាមកកូនមកពាក្យអសរដិតគឺតំបន់ទេសចរធម្មជាតិតំបន់ទេសចរធម្មជាតិគឺជាពាក្យអសរដិតចុះអត្ថន័យនៃពាក្យនោះគឺពាក្យអីកូនចាសុំតោះអត្ថន័យនៃពាក្យតំបន់ទេសចរធម្មជាតិគឺមានឃ្លាល្បះខ្លីណាខ្លះកូន ចាគឺទឹកឈូឆ្នេរសមុទ្រណាកូនណាអញ្ចឹងកូនស្គាល់ទឹកឈូដែរទលេងទឹកឈូអ្ហ៎កូនហើយដែរទលេងឆ្នេរសមុទ្រណាអញ្ចឹងកន្លែងទឹកឈូឬក៏ឆ្នេរសមុទ្រហ្នឹងអត់មានអ្នកបកកើតឡើងកើតឡើងគឺមានស្រាប់អញ្ចឹងនិយាយចឹងណាកូនណាចាបើយើងធ្វើការកែលម្អទៅជាតំបន់ទេសចរជាក្រោយទៀតចាអញ្ចឹងមានស្រាប់ហើយទឹកឈូឆ្នេរសមុទ្រហ្នឹងអញ្ចឹងនៃរបស់ពាក្យតំបន់ទេសចរធម្មជាតិគឺទឹកឈូឆ្នេរសមុទ្រ
ក៏ភ្នំនាងកង្រីអីចឹងណាកូនចាទាំងអស់ហ្នឹងសិតសឹងទៅជាតំបន់ទេសចរធម្មជាតិអញ្ចឹងហើយបានជាគេប្រាពាក្យថាជាដើមព្រោះមានថានៅមានទៀតចាអរគុណកូនកន្លែងសក្ការៈបូជាឯណានៃរបស់ពាក្យកន្លែងសក្ការៈបូជាចាអរគុណកូនកន្លែងដែលគេគោរពបន់ស្រន់អញ្ចឹងកន្លែងដែលគេគោរពបន់ស្រន់ឲ្យឈ្មោះថាកន្លែងសក្ការៈបូជាកូនច្បាស់ទាំងអស់គ្នាអរគុណអរគុណបើសំតចូលទី3ចាក់3នគរបាលសម្រួលចរាចរតាមផ្លូវដើម្បីឲ្យការធ្វើដំណើរទៅមកបានស្រួលអញ្ចឹងមួយណាគឺជាពាក្យអសរដិតកូនចាគឺពាក្យចរាចរចរាចរគឺជាពាក្យអសរដិតអញ្ចឹងកូនជួយជួយអ្នកគ្រូក្នុងការរកចានៃរបស់វាហ្មងរនៃរបស់ពាក្យនោះណាចាក្រៃណាកូនចាការធ្វើដំណើរទៅមកអញ្ចឹងការធ្វើដំណើរទៅមកគឺជានៃរបស់ពាក្យចរាចរចាត្រឹមត្រូវទេកូនទាំងអស់គ្នាប្រសិនបើកូនធ្វើបានត្រូវកុំភ្លេចណាដាក់ពិន្ទុ10ឲ្យខ្លួនឯងផងឬក៏ឲ្យប៉ាម៉ាក់ដាក់ពិន្ទុឲ្យណាកូនណាចាអញ្ចឹងបាត់ត្រូវទាំងអស់អ្នកគ្រូជូនកូន10ពិន្ទុចាហើយជូនបេះដូងក្តីស្រឡាញ់ឲ្យមួយទៀតចាណាកូនណាចាអរគុណបើសុំធ្វើការអានជាមួយអ្នកគ្រូសាឡើងវិញតំបន់ទេសចរធម្មជាតិចាទឹកឈូឆ្នេរសមុទ្រជាដើមកន្លែងសក្ការៈបូជាកន្លែងដែលគេគោរពបន់ស្រន់ចរាចរការធ្វើដំណើរទៅមកចាអរគុណចាកូនទាំងអស់គ្នាមើលទៅមានអារម្មណ៍ហត់នឿយមែនទេចារៀនច្រើនទេកូនអីហត់អីទេកូនពិបាកគឺត្រូវព្យាយាមយល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ណាកូនណាចាអត់មានកិច្ចការមួយណាលើសពីសមត្ថភាពកូនទេ
trong con từ prang prai phía diêm khất khom bà sân chơi vô mình chắc mắt cha ai thưa ca ở xã xưa kêu rồi mới có bong bong đại chơi chơi dương và thay tiền cha học con từ học này tò nên cứ năm con đi là bài mới nhé cứ ca tại bài đây sẽ làm con trong chơi hết con cha chân ca tại bài đây sẽ làm cứ miên tra ơn na con nhé cha này nên cứ có tháp hai chỉ thay sẽ mẹ con na con nhé cha chấp đam cho mình cái mơ này cái đồ sân cha môi bì bảy sẽ lăn sẽ lăn môi pi bảy I love you môi pi bảy chà giờ mày đấy con chắp đang thưa cho mày nè kêu nó con nhé chà té đây cái đây sẽ lành ta con à môi pi bảy sẽ lành sẽ lành sẽ lành môi pi bảy I love you môi pi bảy chà áo con trang con tặng áo khné chắp đang thưa con ai mà con chà chắp đang từ bố ta cứ rọp chun câu nhé môi pi bảy cha à con tràn tiếng ao khné á sáy chất tịnh nữa con miên cùng lắng tịnh nữa nông can đền được bảy cha à con nó con nhé hai sừng không tha chưa được bàn chụp khné hai nâng bàn ở chụp chung mật phép nâng bàn đền được bảy tặng ao khné nó con nhé cha à con tràn chăng từ lọp màu mày điền được bao nhiêu vĩnh con phía sáng mai thân ạ tị bốn mày điền tị pì giả hạ công chương đường bỏm nần bạ rị mọt bánh chẹ rư tí xích đầy bánh chẹ tùm bó tì mà phầy bàm chà kê á dô nây bịa bị bạ bán đòi bà chà kê á dô nây bịa bị bạ bán đòi bà vật chân à nụ cớm bạ tì nụ cớm ká xoay dô nây bịa khlia lập bá nơi chung vinh bịa bị bạ nụ ta bạ rị mọt rư tí xích đầy bánh chẹ chìa vầy chà chầm láo ấy nó con á chà hãy nó con bà rị bọt bánh chè rư tê sức đầy bánh chè rợ bọc bịa nà mối cư chìa bịa khlia lập bá đài nớ chung vĩnh khang mốc rư khang kào bịa nốt hai chui ao dô nây bịa bị bạ nụ mà đón thiệt con bà rị bọt bánh chè rư tê sức đầy bánh chè rợ bọc bịa nà mối cư chìa bịa khlia lập bá đài nớ chung vinh khang mốc rư khang cao bịa nốt hai chui ao dô nây bịa bị bạ nụ chị bác thấy con từng ở khăn ý chà chăng mơ ưu tà hòn lươn tích thì cụ bị chạy chung con chà sắp bạc cám miên đầy thá các bàn cổ má hồ phà muộn nó con á chà nê sát túc bạc cỏ chà trú lớp rùa chân niêng ẩn rụt chôn sắp chả rật chôn rọc xì trầm trớ mân bầm bát kênh bằng lõm rư thơ vầy khẩu chấp bạc ra chuẩn chả chốn ban từ điểm sột trao được cảm ông bớ nuốt phần xong há rừng tóc tu cài ấy chả và to cho đồng lực làm hạn dương làm tích tiệt là con nét chả đồng bán tê sẽ cho thoa mà chịt tực chú trên nê sạ mốt chịt đào còn lấy sạ ca rạ bố chìa còn lấy đài là kê cổ rục bón sòn cho ra cho ca thơ đầm là tơ mộ mà thấy con tặng áo khné chào con nó con nhé cho nên cụ sang cơm tha con tặng áo khné được ban cho chế bác ông pì bảy bạn bình chè rư ti sợi bình chè cho nên cụ sang xu con sang làm vinh làm bấy vô nơi bị bạn làm mối ta con prau mà chịu bài được gặp con trời thừa vậy kha được gặp prau mà chịu bài vậy kha chà cần tích nhá ở con chẳng cứ con tự prau phải nhận cấm prau phải tiền nộp cấm rư co em thấy con chà xoay vô nơi bị clear là bác đài nơi chung vinh bịa bị bạn nụ cái này ní cứ ai thà thì tăng nơi khẳng mốc rư con nơi khẳng cao ấy nơi bịa bị bạn nụ nó còn nét chà con chá anh chân môn anh chọc mày đến này cửu miên cách cạp kia mối chùn cồn chà này cứu xong bật cái này ní hết nó có nát đá xa tình nê cái này ní chà con xong ăn thịt mà con cách cáp tè cho ăn rồi sẵn bị clear được là ba đại chuối ao nè vô nơi bị ở sọ đợt mà đón thịt con cho ăn rồi sẵn bị clear được là ba đại chuối ao nè vô nơi bị ở sọ đợt nè nó cứ con từng ở khnía cha
ăn hay sờng rồi có cô còn to bị cào nên cô prap cô chẳng ngáp prap mà đại cô không nông sập hư sạc sạc cô tại nick cứ nick cũng đạp xe máu á nó ở miền sập hư sạc cô tên là cô nè chẳng ăn hay sờng bịa clear là bác đại chui ao nè đại chui ai cô nhiều nơi bịa sọt đất mồi mất ná đại là ó chẳng ao dương thưa ca sầm là chật bàn trầm trớ hai thả con là dàn mật chẳng ngáp bịa sọt đất là cô cha cứ bịa con là dàn mật nó con nè chẳng ăn tần này thả con là dàn mật nó miền này thả chẳng mệt cha khi là ba cái này nè đại bệnh chết ha đại bệnh chết nơi là ba cái dàn mật cha pì ốp sa khnông ca sặc sá cứ chỉ cường chủng tao rứ đầm na rì rèn khnông ca sặc sá mà đón tiệc con ốp sa khnông ca sặc sá cứ chỉ cường chủng tao rứ đầm na rì rèn khnông ca sặc sá chẳng ta khi là ba nè đại bệnh chết nơi ở pì ốp sa tao này con cha nè kêu chưa chết khăng tại mà đón thả con con từng ở khnê ai thưa bán nó con nhé cha ai thưa bán cha chỉ chiếm a để bán tràn xà xong không là con thưa bán nó con từng ở khnê cha ở con tràn chẳng tiện tông cho mũi năng mê điên đập vào dương thay nấy cứ bẩm nấn tạ rị bạt bẩn che rư ti để bẩn che nơi tầm po ti mà phơi prám bàn chiên châu mà đào ti bẩn chọc hai nè con nhé xong con từng ở khnê complete do cái cáp đây là bạn này kêu đặc biệt chủng ngay từ thưa bạn kêu khnê con cho rùm thưa sẩn lắc cái cá đây là kêu này kêu con nơi tam sẩn lá đại thưa nó cho luôn thưa chia phải chạm là con nhé chả hai chiếc pe chui càng nghĩa phụng mà đai được bao dương phong là con nhé để xa phụ quạ miền ca họ đưa dạng khăn nông ca roxy thưa ca trên trăm con thành ở khnì là con hai complete nhé cho luôn nông ca cà phê để xa sọc phê và nam may được bao dương mà nè chả đập bay chia phát âm pi chủng người covid đập làm bốn nông chủng người same tiết tam mà chạy cả là quá tăng các bộ nhà máy rồi tam ca này nón là bọc sụn sạc bị ba đôi chỉ liên sắm ăn này ở bàn sát chạy bàn nhấp nhóp đòi prapra sập bù nâng tự sát đòi prapra alcohol chà rồi có chơi liên sắm ăn đấy mình tay phần nóc nó phải để cô mình tự ra trên tự ra tiếc con ăn bẹt mặt cà pía nó con á chà hai ở vậy để cô mình cua phết nó cứ ca để xa cùng điện sông cùng cùng ăn miếng cà chụp chùm thì chán còn miếng cà phải chụp chùm khnì nó con á chà con chán con tặng ăn khnì sắm đập cà cho rùm liên sốt bi chùm ngay chùm này kêu nhiệt ngày này จะจูนโปรกลงต่างอักเนียคลายตะเชียสักผู้กายกรุบเนียออกก้นก้อนจุ่มเรียบเลี้ยสกสบายชั่วเคลียร์เนี่ยอากาศกราวิติด